Dạ thưa sư, trong một video mà con quên tên mất, con nhớ là sư nói mình xài phước hao ghê lắm. Con không hiểu là hao thế nào, mình xài sao mà hao dữ vậy. Kính mong sư Hoan Hỷ giải thích thêm cho con được rõ là hàng ngày mình xài phước hao sao vậy sư? Khi mà quý vị nói thì nói có sách mách có chứng. Chứ nhiều khi quý vị nói là sư nói mà sư không dám nhận là sư nói. Tại vì khi mà mình nhớ, mình nhớ sai. Tội vậy đó, có nhiều khi mình nghe rồi mình nhớ sai, rồi mình bắt ông sư phải chịu trách nhiệm cho cái sự sai đó của mình. Sư lấy ví dụ đi, nó gần hơn nè. Là có lần sư nói rằng dù sao đi nữa thì cái việc ăn uống lành mạnh á, tức là ăn nhiều rau củ, nó vẫn sẽ tốt cho cơ thể. Tức là sư nói mình nên ăn chế độ ăn nhiều rau củ, bởi vì như thế nó tốt cho cơ thể. Và thế là người ta nói là ông sư Hạnh Tuệ ông ăn chay. Tức là họ nhớ làm sao đó, rồi họ bắt đầu là họ bắt sư phải chịu trách nhiệm cho lời nói đó, thì nó tội nghiệp cho sư lắm. Rồi cũng có những trường hợp nó tương tự như vậy đó. Và sư nói thôi thì tốt nhất là quý vị ra ngoài á, người ta hỏi cái đó quý vị nghe từ ai, đừng có nói tên sư nha, cho tội nghiệp sư lắm. Nhớ tầm bậy mà đòi sư chịu trách nhiệm là tội nghiệp sư dữ lắm ha. Rồi còn sư nhớ có cái vụ mà sư nói xài phước hao á, là sư nói là mấy ông sư á, tức là các vị tu sĩ, chứ sư không nói là Phật tử. Sư nói tu sĩ xài phước hao là tại sao? Tại vì á, cái mà người Phật tử họ xài á, là họ xài do chính tay họ làm ra. Họ đổ mồ hôi công sức, họ bỏ thời gian họ làm ra, thì họ xài cái tài sản của họ. Còn vị tu sĩ á, xài á, là xài đồ của đàn na tính thí, do lòng tin mà họ cúng dường mình. Thì á, cái tài sản đó đó, đồ ăn, thức uống, sự hộ độ vân vân, nó rất là nặng. Mà khi mình sử dụng như vậy, mình có xứng hay là không, mình phải nỗ lực mình tu dữ lắm. Chứ nếu không thôi là cái phước mình nó sẽ hao hết. Khi mà mình xài mà mình không có sự quán tưởng, mình xài mà mình không có sự tu tập, đó, thì nó sẽ là cái cớ cho thiên hạ chỉ trích. Cho nên là hãy phải cẩn trọng cái điều đó. Tại vì khi mà đàn na tính thí họ bố thí cúng dường, họ cúng cho ai? Cúng cho người có tu tập, cúng cho người có giới, cúng cho người có định, cúng cho người có tuệ, cúng cho người có khả năng đem lại an lạc cho họ, cúng cho người có khả năng đem lại phước báo cho họ bằng cách tu tập tự thân. Mà nếu như mình dùng xong rồi mình chỉ đơn giản là ăn rồi ngủ, hay là ăn rồi mình không làm gì cả, mình không phát triển giới học, không phát triển định học, không phát triển tuệ học, thì cái thực phẩm đó đó nó sẽ là thuốc độc cho mình. Tại vì mình không có lao động, mình không có đi làm như người ta mà mình hưởng cái đó. Mà cái đó là cái người ta cúng cho ai? Cúng cho Tam Bảo. Cúng cho những thánh nhân hoặc những người hướng tới tầng thánh, những người tu tập để đi đến bậc thánh. Mình không có tạo được phước như thế mà mình sử dụng tài sản đó, là cái phước mình nó hao hụt dữ lắm. Cho nên là nhiều vị là bỏ đường tu rồi về đời thì sống rất là khổ là như vậy đó. Sẵn đây thì sư cũng nói luôn các vị giới tử và tu nữ là quý vị sống ở đây, nói thẳng là mình nương nhờ phước của chư Tăng. Nhớ nhà quý vị sống ở đây là nương nhờ phước chư Tăng. Thì chư Tăng khi nhận được tài sản cúng dường của đàn na tính thí, chư Tăng vì lòng từ mẫn chia sẻ lại cho quý vị. Cho nên là đừng có nghĩ là cái này người ta tới cúng dường Tam Bảo là có phần của mình nha, không có. Đó là chư Tăng vì lòng bi mẫn mà chia sẻ đến cho quý vị, nhằm mục đích hỗ trợ giúp đỡ cho quý vị trong việc tu học. Bây giờ đó quý vị còn chưa phải là người xuất gia, tức là còn chưa phải là bậc để cho người khác cúng dường.
hoặc là các cô tu nữ cũng không có nằm trong tỳ kheo sa di, tỳ kheo ni sa di ni cũng không phải. Thì khi đó đó mình phải làm chi? Mình phải nỗ lực học, học kinh tụng nè, học giáo lý nè, đó. Rồi thời gian còn lại á, mình làm việc gì? Mình làm việc là phục vụ đối với chư tăng, và đương nhiên thời gian rảnh đi hành thiền. Nhưng mà ngay cả ở trong luật á, và ở trong kinh, thì giới tử và được xếp vào hàng là cận sự nam và những người tập sự. Và nhiệm vụ của những người tập sự á, là hộ độ và phục vụ chư tăng. Thì chính vì sự hộ độ và phục vụ chư tăng đó, ở trong kinh nói cái câu nó hơi kỳ. Đức ơi, ở trong hình như ở trong pháp cú thì phải dùng cái câu thì nó hơi kỳ, nhưng mà nếu mà dịch từ sát nghĩa là người ăn cơm thừa, tức là chư tăng khi mà mình tới mình phục vụ chư tăng ấy, thấy cỏ rồi mình làm, rồi mình quét sân, rồi thấy cần mình làm này làm kia đó, rồi mình tới mình học á, thì dùng cái từ là người ăn cơm thừa là tại sao? Thì khi chư tăng hồi xưa chư tăng khất thực về á, ăn xong rồi còn dư cái gì á thì để cho các vị đó ăn, hoặc là thí chủ Phật tử họ tới họ cúng dường á, thì chư tăng dùng xong còn dư cái gì á thì đem cho các vị đó ăn, cho nên người ta gọi là người ăn cơm thừa là vậy đó. Nhưng mà mình đừng có nghĩ người ăn cơm thừa như nghe nó kỳ quá, nó nhục nhão, không phải. Tại vì á quý vị nhớ là bà Suppawasa đó, khi bà mang thai ngài Sivali, bà có một cái nguyện vọng là khi bà cúng dường chư tăng á, cúng dường ke tăng, thì mong là chư tăng ăn xong rồi đó, cái đồ thừa đó cho bà ngồi bà ăn. Và bà sẽ khoác lên một tấm vải màu vàng và bà ngồi đó bà ăn đồ ăn thừa chư tăng sau khi ăn xong. Và đó là điềm báo là cái bào thai trong bụng của bà sau này sẽ là một bậc xuất gia. Cho nên cái người ăn cơm thừa nó còn mang một ý nghĩa là người thừa tự nha, người thừa tự. Thành ra là mình phải cố gắng, chứ không phải là mình chỉ có ăn xong rồi mình nằm đó, thì như thế là cái phước mình nó còn hao dữ nữa. Mấy sư thì ít nhất còn có cái phẩm hạnh của bậc xuất gia, còn quý vị thì không có cái giới phẩm tỳ kheo nó nâng đỡ, thì mình phải nỗ lực dữ lắm, không nên để thời gian trôi qua một cách hao phí ha. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.